Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem cái không gian nhà ao ở trong tỉnh Đắk Nông. Đây là những người dân Thanh Hóa người ta vào gây dựng ở đây khi đi làm kinh tế mới. Đây có những cái khu vực rất là nhiều ao rộng. Và những nhà xung quanh đây đều là những người dân quê hương Thanh Hóa nhé mọi người. Trong đó có nhà anh rể tôi, chị nhà bác. Đó là cái không gian này. Ao rộng, cá to, đẹp. Rất lý tưởng luôn. Quá đẹp tuyệt vời. Cá này được đem giống từ ngoài Thanh Hóa vào nhé mọi người. Hệ thống nước thì được lấy từ dòng suối này. Dòng suối này cách đây khoảng 800 mét thì là nó được chảy ra từ một mạch nước ngầm. Mấy hôm nay tôi có đi lội ở đây đi lấy cỏ cá giúp cho anh chị. Đây, cá ở suối đây có này. Rồi luôn. Đây là cũng là ao của cái anh cũng ở Thanh Hóa. Hai bên là hai anh các anh chị ở quê ở Quan Sơn Thanh Hóa nhá. Nhà anh Trúc. Ở đây nhà anh chị tôi là nhà anh Kim Huế quê Quan Hóa. Còn bên kia là nhà anh Vay quê Quan Sơn. Rất là tuyệt vời luôn. Thì mọi người có thể xem nhé, tuyệt vời luôn, nhanh lắm. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người các clip sau nhé. Đó, rất tuyệt vời luôn.